Ariane SMS là phương tiện mặt đất không người lái do tập đoàn quốc phòng Hanwha Defense của Hàn Quốc phát triển. Ariane SMS được chế tạo để hỗ trợ các hoạt động của lực lượng bộ binh như vận chuyển đạn dược và vũ khí, sơ tán người bị thương, trinh sát và giám sát, cũng như hỗ trợ hỏa lực. UGV có thiết kế theo hướng module để phù hợp các nhiệm vụ khác nhau. Ariane SMS được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa, có thể phát hiện, mang lại khả năng theo dõi đối phương, khoanh vùng nguồn phát súng và bắn trả theo hướng phát súng tới. UGV này cũng được tích hợp thiết bị kết nối để theo dõi phương tiện hoặc người lính, tự điều hướng trong trường hợp mất liên lạc và điều hướng địa hình tự động. Theo nhà sản xuất, với những chức năng cải tiến này, Ariane SMS được tối ưu hóa để hỗ trợ các hoạt động phối hợp có người lái và không người lái cho lực lượng bộ binh. Ariane SMS có trọng lượng 2 tấn và chạy bằng điện nên tính cơ động cao. Xe có thể di chuyển với vận tốc tối đa đạt 43 km/h trên đường nhựa và 34 km/h trên địa hình hiểm trở. Xe có thể chạy quãng đường 100 km khi được sạc đầy và có tải trọng tối đa 550 kg. Ariane SMS đã vượt qua các bài thử nghiệm khả năng tác chiến chiến thuật trong nước vào năm 2021 và được chọn tham gia chương trình đánh giá và thử nghiệm thực địa cạnh tranh của quân đội Mỹ vào năm ngoái. Việc tham gia vào chương trình thử nghiệm thực địa của Mỹ đã mở rộng tiềm năng hợp tác giữa Hanwha với quân đội Mỹ ở nhiều chương trình hiện đại hóa quân sự trong tương lai.